Thưa quý vị, liên quan đến công tác xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Kim Phước, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn giám sát, ông Huỳnh Việt Cường, phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó đoàn, lãnh đạo các sở ngành liên quan gồm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Hội nông dân tỉnh, Sở khoa học công nghệ, Sở công thương, Đảng ủy khối doanh nghiệp v.v. làm thành viên đoàn. Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ các dự án có thu hồi đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trước ngày 17 tháng 4, 2024, đoàn giám sát sẽ thông báo chương trình và thành phần đoàn đến đơn vị và thực hiện giám sát theo kế hoạch. Trước ngày 15 tháng 5 2024, đoàn sẽ báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng Nhân dân tỉnh và các địa phương giám sát để có giải pháp tháo gỡ can thiệp kịp thời.